bé bé đầu to đuôi nhỏ. Anh bán chó à? Bế này. Bế mà nghe ông ngồi dễ lắm. Ngoan nhỉ. Con này của anh ấy à? Chó cái. Con này bán nào anh? 4 mắt. Nguyên đề 4 mắt. Đẹp đấy. Bao nhiêu một con này? Đít dính cái viên đá. Bao nhiêu? Con này á? Con này. Sao lên massage? Con này 4 mắt này. Con 2 triệu rưỡi, con 2 triệu 2. Nóng quá. Con nâu bán nào bác? Nâu kìa. Vâng. Ông con bé kìa. Ăn 1 triệu rưỡi, sáng giả 2 triệu cũng bán đi rồi, con lấy triệu 2. Triệu rưỡi. Sáng 1 triệu rưỡi thật đấy. Cọc luôn. Ông chuyên chó. Cọc lại không, cọc cọc cửa tí đuôi. Để xem giá chứ nào. Thế để chú để cho bé bé này này. À, bé bé này. Nhìn nó dài dài dài. Con này 6 lít. 6 lít kìa, 4 lít. Đấy 5 lít, đẹp lắm, nó cái. Đấy con này con đắt. Đẹp tuyệt luôn. Đúng. Chó chỉ một thời. Nó to cho bé. Đấy, chó đỏ nè. Nhìn bé bé thì chó đỏ bao nhiêu tiền anh? 2 triệu 2. Đấy không không đỏ lắm. Nhìn nó giống bé. Hai con đó. Để nó mua nữa. Nhiều loại chó. Anh mua chó à? Chó con ngủ no. Nóng quá, cho về đây nằm hết. Nóng nè, chó săn à. Đây, chó săn. Đuôi dài nhỉ. Tai to.
Sàn tốt đấy con này. Có bán đâu, con bê. Ok, nó khổ. 1.6 đấy. Đó. Đây khoang khoang như con hổ ấy. Này, đập, đập, con đen trong mày bán bao nhiêu? Ừ. Bao nhiêu? 1.5 triệu à? Con này được hay cái? To phết rồi. To phết rồi. Con này bán nào anh? 4 triệu. Cái 1.5 triệu con này 4 triệu. Mập đấy nhỉ. Cái này cháu lai à? Tay to to này. Này mập đấy nhỉ. Con bé này bao tiền một con hả chị? Bé 800 hay 800. Của nhà như nhau à? Con nào cũng thế à? Con có đuôi kia thì bán rẻ hơn thế. Cục đuôi này này giá khác. Ê, sợ quá đáy. Em vừa rồi uống cho giúp nó mát. Người còn tìm cho mát để chui. Ô ra đây chè rồi nó mát. Ôi đau, thời gian muộn quá em.